trên này Hạ Khoa San. Để em đang giao ở Bắc Ninh ạ. Nó gần tiếp giáp với đất Quảng Ninh. Kệ nó, nhưng chống kệ nó anh ơi. Được chưa ạ? Đấy, bắt về số 0. Đấy, thao tác ok đúng không? Bây giờ bắt để nổ một tí đi, xong rồi em mang ra vườn em thử hướng dẫn bác là xong nhá. Đây là cái đất này các bác nhá. Cái đất này thêm bớt được đi ạ. Đây là bộ sạc cỏ, đây là lưỡi cây. Còn xa xa kia là cái xe rãnh này. Xin chào các bác nhá, em hướng dẫn khách hàng đã. Và em hướng dẫn khách hàng chạy cái bộ sạc cỏ trước. Với con Hà Sawan ăn này. Rồi sẽ làm bộ sạc cỏ trước nhá. Đằng kia sẽ là bộ xới đất. Còn đây là cái xới rãnh. Có anh ấy nhá. Vận hành thì cũng như cháu hướng dẫn bác thôi. Bật đèn này. Để xong bác gạt gió. Gạt kịch gió về. Để bác giật thôi. Bắt tay tì đi nhá. Bác nhớ tì ở đây nhá. Tì lọc gió nó hay bị gấp. Giật mạnh phát về là số 2. Đấy, tăng nữa lên ạ. Bắt tì xuống. Tì xuống, ấn xuống. Đấy. Làm sạc cỏ thì nên đi số 2 em ạ. Nó sẽ sướng hơn. Tì xuống. Đấy, nó sẽ bám cỏ. Đây là nó bắt tì xuống đi. Đấy, đúng rồi. Lắc đều. Đây là mà vườn chuối là đang thử ở vườn chuối nên ra là đất nó sẽ hơi bị gồ ghề các bác. Em đang giao hàng ở Bắc Ninh. Tâm em gì đừng tắt. Bác đi đâu? Bác quay về đi, quay về lắp bộ sới và để chờ sới. Bác quay về bên kia đi. Bác chạy một vòng đi, tội gì? Chạy một vòng rồi này. Đất nó hơi gù về thì em sẽ bổ sới nó sẽ đều. Cái máy này nó rất dễ sử dụng, bóp chạy nhả rừng các bác ạ. Đấy, mình các bác làm cỏ này. Cho nó về cái đi, bác cho mình lắp cái bộ sới vào để sới thôi. Đấy.
Rồi. Giờ lắp một sới vào thử.